Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 5 năm 2019, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ta vẫn diễn biến phức tạp. Toàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người, làm bị thương 9 người. So với tháng 4 năm 2019, số vụ tai nạn giao thông tăng 3 vụ, số người chết tăng 2 người và số người bị thương tăng 2 người. Trong đó huyện Văn Lâm xảy ra 4 vụ làm chết 3 người và làm bị thương 1 người. Huyện Tiên Lữ xảy ra 4 vụ làm chết 2 người, làm bị thương 5 người. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông vẫn là do lỗi người điều khiển phương tiện là không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt xe sai quy định và sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Trước diễn biến phức tạp về tình hình trật tự an toàn giao thông, đề nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông. Sau nhiều lần ra quân giải tỏa chợ cóc chợ tạm ở đường DT383, đoạn bưu điện huyện đến ngã ba thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tại đây vẫn đang diễn ra, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn. Hình ảnh này đã rất quen thuộc vào mỗi buổi chiều tại đây. Có khoảng gần 100 hộ dân ngang nhiên bày bán hàng hóa, lấn chiếm ngay cả xuống lòng đường. Người mua vô tư dừng đỗ phương tiện để mua hàng đã gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông nơi đây, khiến cho việc tham gia giao thông ở khu vực này rất khó khăn. Tình trạng họp chợ lấn đường xuất hiện nhiều năm nay, chính quyền cũng nhiều lần giải tỏa, nhưng do ý thức kém của người dân nên điểm họp chợ này vẫn tồn tại. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có những biện pháp xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm để trả lại làn đường cho người tham gia giao thông. Đường dẫn vào khu công nghiệp Như Quỳnh A ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm hiện đang bị chiếm dụng nghiêm trọng. Tình trạng trên đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông trong khu công nghiệp. Qua ghi nhận, việc chiếm dụng lòng đường để đỗ xe đã gây cản trở lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông cho khu công nghiệp. Tại đây luôn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ. Việc chiếm dụng lòng đường để đỗ xe đã làm cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu công nghiệp rất khó khăn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do các hộ dân đã chiếm dụng vỉa hè trên tuyến đường này để làm nơi sửa chữa xe, cộng thêm các phương tiện ra vào bốc xếp hàng hóa, không để xe trong công ty. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu công nghiệp, đề nghị huyện Văn Lâm sớm giải tỏa các hộ dân lấn chiếm hành lang giao thông để làm nơi buôn bán. Đồng thời, các cơ quan chức năng của huyện cần tuần tra xử lý nghiêm những phương tiện đậu đỗ sai quy định. Trên tuyến đường 376 đoạn qua huyện Yên Mỹ đang xảy ra tình trạng các hộ kinh doanh buôn bán hai bên đường tự ý lắp đặt biển quảng cáo cố định lấn chiếm hành lang giao thông và công trình thủy lợi. Qua ghi nhận trên đường 376 đoạn từ thị trấn Yên Mỹ về đến xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ, có trên 20 biển quảng cáo của các hộ dân sinh sống hai bên đường được lắp đặt cố định. Việc tự ý lắp đặt biển quảng cáo cố định vi phạm hành lang giao thông và công trình thủy lợi trên đường 376 để xảy ra tình trạng trên là do cấp chính quyền cơ sở thiếu kiên quyết, quản lý không nghiêm. Đặc biệt, việc làm trên còn vi phạm nghiêm trọng kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước tình trạng trên, đề nghị huyện Yên Mỹ thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo cấp chính quyền cơ sở ngăn chặn, yêu cầu các hộ dân tự giác tháo dỡ, đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ dân không tái vi phạm. Vừa điều khiển phương tiện giao thông, vừa nghe điện thoại nhắn tin là hình ảnh dễ dàng bắt gặp trên các tuyến đường. Đây là hành vi rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn giao thông. Vừa lái xe, vừa sử dụng điện thoại đã trở thành thói quen của không ít lái xe và đây chính là một trong những thói quen chết người. Mặc dù đã có quy định cấm sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, nhưng chưa được một bộ phận người dân thực hiện. Cùng với đó là việc xử phạt vẫn còn bị bỏ ngỏ. Điều 6 Nghị định 46/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự như xe mô tô, xe gắn máy khi đang tham gia giao thông sử dụng điện thoại di động sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Bên cạnh đó, nếu sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe gây tai nạn giao thông thì sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên.